Trong khuôn khổ chương trình phổ cập kiểm chứng thương mại hóa dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tribame Sanzo và thương hiệu Tribame Sanzo tại Việt Nam, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại thành phố Sanzo Nhật Bản tổ chức hội thảo về đo lường và xây dựng quản lý nhân sự thuộc dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa SDGs. 5 doanh nghiệp được chọn tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa SDGs cùng sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn thực hiện đo lường trong gia công cơ khí và xây dựng quản lý nhân lực. Đây là hai nội dung quan trọng khi tiến hành dự án hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa SDGs trong khuôn khổ chương trình phổ cập kiểm chứng thương mại hóa dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc giới thiệu sản phẩm Việt Nam được sản xuất bởi Tribame Sanzo và thương hiệu Tribame Sanzo tại Việt Nam. Trong thời gian từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023, đoàn công tác của thành phố Sanzo, Nhật Bản còn thu thập thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các nội dung liên quan đến môi trường, thực hành sản xuất các sản phẩm.